Trước đây Sam từng nghĩ không biết biển ở những nơi khác có giống như biển ở Vũng Tàu hay Long Hải không, và sau chuyến đi lần này thì Sam đã biết rồi. Nhưng mà đi đâu không? Đi biển. Sao? Ý á? Sao? Không tin. Thảo Nguyên nó không tin thì có mọi người, tại vì Sam giấu, thứ nhất là để tạo cho nó sự bất ngờ, thứ hai là nếu mình nói ra trước thì trong lòng nó sẽ cảm thấy háo hức không ngủ được. Mà theo kế hoạch thì phải đi sớm nên Sam sợ nó không có đủ sức để chơi. Lễ quốc tế thiếu nhi năm nay đặc biệt hơn những năm ngoái, đó là đi đúng ngày. Từ trước đến giờ mỗi lần mà đi đâu chơi thì hai vợ chồng Sam lúc nào cũng né những ngày lễ Tết và thứ bảy chủ nhật ra, tại vì những ngày đó người ta đi chơi rất là đông và những dịch vụ đi kèm như là nhà nghỉ hay khách sạn thì cũng đều tăng giá. Mà hai vợ chồng Sam thì lúc nào cũng rảnh, cho nên khi nào người ta đi thì mình ở nhà, còn chừng nào người ta ở nhà thì mình đi. Đây là lần đầu tiên gia đình Sam đi Phan Thiết. Thật ra nếu chỉ đi để tắm biển thì Vũng Tàu hay Long Hải sẽ gần hơn Phan Thiết rất là nhiều. Nhưng vì cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đã đi vào hoạt động, mà đối với những người lái xe như chồng Sam thì ổng thích khám phá những cung đường mới mà đường phải đẹp nha. Còn Sam thì thích đến những nơi mà mình chưa tới bao giờ để biết thêm về ẩm thực, cảnh vật và con người ở đó như thế nào. Trong chuyến đi lần này thì ngoài gia đình Sam ra còn có hai nhân vật nữa, đó là chị gái và cháu của Sam. Hôm nay đi mà tối ngày hôm qua Sam mới thông báo cho bà biết. Bình thường thì người ta sẽ nói trước vài ngày đến một tuần để chuẩn bị, nhưng mà Sam rất sợ nói trước thì bước không qua, với lại đi về trong ngày luôn cho nên cũng không cần chuẩn bị đồ đạc gì nhiều. Mấy bữa nay thời tiết ở chỗ Sam thì ngày nào cũng mưa, nhưng mà chỉ mưa buổi chiều thôi. Cái Sam lên Google xem thời tiết ở Phan Thiết như thế nào, có đẹp không. Sam chọn coi dự báo thời tiết đúng ngày hôm nay, ngày 1 tháng 6, thì ngoài mưa ra nó còn có sấm sét nữa mọi người. Trước khi đi ai cũng quyết định là không ăn sáng để dành bụng lên ăn món bánh canh chả cá, là một đặc sản nổi bật ở vùng đất Phan Thiết. Thế nhưng đời không như là mơ, vô tới thành phố Phan Thiết Sam tìm những quán nổi tiếng trên Google Maps. Có quán thì 11 giờ trưa mới mở cửa, có quán thì 1 đến 2 giờ chiều. Trong khi đó thì bụng đứa nào cũng sôi ọc ọc hết rồi, cho nên là ai cũng quyết định ghé qua tiệm mì bên kia đường luôn, ăn cái đã rồi tính tiếp. Quán có chút xíu à mà menu tới 21 món luôn. Sam kêu đại hủ tiếu Nam Vang, còn Thảo Nguyên thì ăn mì Hoành Thánh. Mỗi tô như vậy có giá là 45 cành. Ăn sáng xong thì cả nhà Sam sẽ di chuyển ra biển, ngồi xe hơn 2 tiếng đồng hồ, muốn liệt cái mông luôn. Cuối cùng thì cũng thấy biển rồi kìa, cảm giác rất là thích luôn á mọi người. Trước mặt Sam là bãi biển Bikini thuộc dự án Nova World của chủ đầu tư Novaland. Chồng Sam nói đây còn được gọi là siêu thành phố biển tại vì có rất nhiều tiện ích theo tiêu chuẩn quốc tế. Để Sam cho mọi người xem cái này, có một cái vòng đu quay khổng lồ rất là to luôn. Lát nữa nhà Sam sẽ qua bên đó chơi, bây giờ thì xuống biển trước đã. Ai cũng nói Bình Thuận có độ nắng dồi dào cả về lượng và chất thì đúng thiệt luôn á mọi người, nắng mà không muốn xuống xe luôn á. Ngoài bôi kem chống nắng ra thì Sam còn chuẩn bị thêm mũ nữa. Cái mũ này thì Sam mua lâu rồi nhưng mà hôm nay mới có dịp dùng tới, tại vì Sam nghĩ nó chỉ thích hợp để đi biển thôi. Mũ được làm bằng chất liệu cói tổng hợp, có kẽm bọc nhựa nẹp viền vành mũ giúp mình dễ dàng định hình form mũ hơn, và đặc biệt nó rất là xinh luôn á mọi người. Cái mũ này thì Sam có thể đội được hai kiểu, một là giấu dây, hai là lộ dây. Và sau khi thử qua thử lại thì Sam thấy kiểu giấu dây vẫn ok hơn. 22 giây dành cho quảng cáo tới đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Bây giờ thì Sam giọt đây kiếm chỗ nào ngồi chứ nắng quá chịu không nổi. Hồi nãy đi trên cao tốc trời mưa ầm ầm, Sam tưởng đâu chuyến này tèo rồi, ai ngờ tới nơi nắng muốn xỉu. Quán này là Marina Club, cũng thuộc trong dự án Nova World. Vô đây ai kêu nước gì thì kêu, chứ ba đứa nhỏ nhà Sam phải làm mỗi đứa một cây kem trước đã. Quán có không gian sạch sẽ, sang trọng, menu thì hơi ít loại đồ uống, giá dao động từ 45 đến 55 ngàn, còn kem thì đồng giá 30 ngàn. Chồng Sam ổng kêu ly chanh tuyết, nó giống như là đá bào chanh vậy đó mọi người. Sam không biết là cái kiểu nó như vậy hay là nhân viên quên bỏ đường mà uống vô nó chua lè chua lét luôn. Còn đây là ly của Sam nè, chỉ là nước chanh bình thường thôi, nhưng mà với giá tiền đó và cái không gian quán như vậy thì Sam thấy cái ống hút cắm vào nó không được hợp lý cho lắm, và cách phục vụ cũng không được chuyên nghiệp, không có trà đá luôn á mọi người, phải xin thì nhân viên mới mang ra. Trong nhà Sam người mà thích đi biển nhất chính là Thảo Nguyên, một tháng mà nó đòi đi biển 80 lần. Sam thấy mấy bạn mà trắng trắng rất ngại ra biển vào buổi trưa nắng luôn đúng không, còn Thảo Nguyên là không có đâu, cỡ nào nó cũng chơi hết tại vì không thể đen hơn được nữa. Khoan đã mọi người ơi, Sam mới phát hiện ra tại sao ở đây được gọi là bãi biển bikini rồi, tại vì phía dưới bãi biển có tới 5 bức tượng các cô gái mũm mĩm đang mặc bikini và đang tạo những cái thế chụp hình rất là chuyên nghiệp. Bạn nào tới đây muốn sống ảo mà chỉ biết giơ tay lên hai giống như Sam thì nhớ bắt chước theo mấy bức tượng này nha. Và Sam chợt nhận ra rằng biển ở đâu thì cũng giống như nhau, tại vì nó đều là một phần của biển Đông, nhưng mỗi nơi sẽ mang một vẻ đẹp khác nhau về cảnh vật, văn hóa và con người. Ở đây Sam thấy có một điểm hơn Vũng Tàu là có nhiều dịch vụ miễn phí như là gửi xe, tắm nước ngọt, cả dù và ghế ở dưới bãi biển cũng miễn phí luôn, và đặc biệt còn có cứu hộ túc trực trên bờ biển liên tục, nên Sam thấy cho mấy đứa nhỏ chơi ở đây rất là yên tâm. Theo kế hoạch thì xuống biển hít vitamin C một tí thôi, cả nhà Sam sẽ lên trên để ăn trưa, nạp đủ năng lượng xong sẽ vào khu vui chơi Circle Land, cũng là điểm đến
đến cuối cùng trong chuyến đi ngày hôm nay. Từ nãy đến giờ Sam để ý người chơi nhiệt tình nhất là Thảo Nguyên, còn người vui nhất có lẽ là chị gái và cháu của Sam. Nhìn bề ngoài thì chị của Sam lúc nào cũng tươi cười, nhưng thật ra chị đã trải qua một cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc. Cái ngày phát hiện ra thằng cha đó ngoại tình thì sau đó mấy hôm chị lại biết là mình đang mang bầu thằng cu Dũng. Thật sự nếu Sam ở trong hoàn cảnh đó thì Sam cũng không biết là mình có đủ mạnh mẽ để giữ lại cái thai như chị của Sam không. Tại vì Sam trải qua rồi cho nên Sam biết phụ nữ mình khi mà mang bầu ốm nghén đã rất mệt mỏi rồi. Đến khi sinh con ra, những lúc con khỏe mạnh thì không sao, nhưng những lúc nó ốm đau bệnh tật thì còn mệt mỏi hơn lúc mang bầu gấp trăm gấp ngàn lần. Rồi mình phải chăm sóc dạy dỗ nó như thế nào cho tốt nữa. Vậy mà xuyên suốt cả quá trình chị của Sam không có người chồng bên cạnh để chia sẻ, nhưng mà gia đình gồm có mẹ và hai đứa em thì lúc nào cũng luôn ở bên chị, mãi yêu. Chơi dậy đủ rồi, giờ sẽ cho mấy đứa nhỏ lên trên tắm rửa sạch sẽ và đi ăn. Đây là video dài nhất từ trước đến giờ mà Sam lồng tiếng, 8 phút 10 giây. Bạn nào còn đang xem thì cố lên nha, chỉ còn một tí nữa thôi. Quán này tên là Ẩm thực Làng Chài Xưa, Sam cũng tìm trên Google Maps và có lượt đánh giá khá cao. Nhìn chung thì quán có không gian thoáng mát, sạch sẽ, thái độ nhân viên thì rất vui vẻ, nhiệt tình. Đồ ăn thì Sam thấy cũng hợp khẩu vị, nhưng mà từ từ, giá hơi mắc nha mọi người, đặc biệt là hải sản tươi sống. Sam có hỏi qua về giá tôm kẹt thì 1 ký khoảng 4-5 con mà giá tới 1.400.000, còn ghẹ loại 2 thì 1 ký khoảng 7-8 con mà có giá là 680. Sam có kêu thêm hàu nướng phô mai nữa, một con ú na ú nụ như vậy là 45.000. Thôi mệt ghê, đi đâu cũng chê hết á. Bây giờ Sam sẽ qua khu vui chơi Circuit Land, cái nơi mà Sam mong chờ nhất từ sáng đến giờ. Đây là khu vui chơi đẳng cấp quốc tế theo phong cách hội chợ kiểu Mỹ. Hôm nay là 1 tháng 6 nên Sam mua vé lời lắm luôn á mọi người. Em bé nhà Sam là không tính vé mà mua hai vé người lớn sẽ được tặng một vé trẻ em dưới 1m4. Vô cổng soát vé xong thì được đóng một cái mộc chứng tỏ mình mới bị mất tiền nè. Trong đây gồm có 7 loại hình trò chơi cảm giác từ mạnh đến nhẹ. Đầu tiên Sam với Thảo Nguyên sẽ khởi động với trò chơi Dream Carousel hay còn gọi là cưỡi ngựa đó mọi người. Cái trò chơi này nó chỉ nằm ở cấp độ 1 thôi cho nên ai cũng có thể chơi được hết và không giới hạn độ tuổi. Trò chơi tiếp theo là Happy Wheel, là cái vòng xoay hạnh phúc này nè mọi người. Hồi nãy đi ở ngoài Sam đã thấy nó to rồi, vô đây phải nói là wow, sao mà nó to dữ vậy. Nhưng trước khi leo lên đó ngồi thì mình đi lấy kẹo nha. Cũng tại vì hôm nay là 1 tháng 6 nên sẽ có kẹo cho những bạn nào cao dưới 1m4. Hàng free nhưng mà chất lượng nha, bự chà bá luôn. Ok, let's go. Tuy cấp độ thử thách của nó chỉ ở mức 2 thôi và em nhỏ nào cũng có thể ngồi được, nhưng mà Sam bị bệnh sợ độ cao á mọi người. Người ta lên đây để có cơ hội ngắm trọn vẻ đẹp của thành phố biển khi nhìn từ trên cao xuống. Còn tôi thì chỉ biết cắm mặt thôi, chán thiệt luôn á mọi người. Lúc đi xuống thì Sam có đỡ sợ hơn và còn quay được cánh đồng quạt gió mũi né ở bên kia kìa. Sam thấy nhiều bạn qua đó chụp hình sống ảo cũng đẹp lắm á. Hồi nãy Sam với chị gái và Thảo Nguyên có chơi trò tàu lượn siêu tốc, ở đây gọi là Space Chain, với cấp độ thử thách là 4, vui lắm luôn á mọi người. Nhưng tiếc là không có quay cho mọi người xem được tại vì chồng Sam ổng mắc làm vú em coi hai đứa nhỏ. Hiện tại thì hai vợ chồng Sam đang chơi trò UFO Frenzy. Trò này cũng có cấp độ thử thách là 4 bằng với trò tàu lượn siêu tốc luôn. Nói chung là chơi cái trò này Sam cũng thấy sợ lắm mọi người, nó lên xuống liên tục và quay rất là nhanh. Tới cái khúc này là Sam thấy mừng lắm nè, tưởng đâu nó cho xuống rồi nhưng mà không, nó đảo lại, ngồi trên đó mà miệng lúc nào cũng la a. Còn đầu thì lúc nào cũng nghĩ sắp xong chưa, sắp xong chưa. Chơi xong cái trò này là đầu tóc bơ phờ, mặt mày thì phờ phạc không, nhưng mà phải nói rất là vui, cảm giác rất là vô mốt luôn á mọi người. Bạn nào bị rối loạn tiền đình thì nhớ cân nhắc kỹ trước khi chơi những cái trò chơi quay vòng tròn giống như vậy nha. Chồng Sam ổng chơi xong cái trò UFO với lại con bạch tuộc là mặt mày ổng xanh xao hết trơn và còn mắc ói nữa. Hên là vẫn còn đủ sức để chạy xe về nhà chứ không là tối nay ngủ bờ ngủ bụi rồi. Đối với Sam hôm nay là một ngày rất vui và ý nghĩa, và cuối cùng thì video tới đây cũng hết rồi. Bye bye và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau nha. Yeah.